Mến chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin SPTV của chúng tôi. Biến căng, sư trụ trì lên tiếng vạch trần Thủy Tề không những là bà trùm ăn chặn tiền từ thiện mà còn là bà trùm nói láo khét tiếng. Kính thưa quý vị, ca sĩ Thủy Tề này hình như không biết khái niệm trơ trẽn là gì. Người mà không biết trơ trẽn thì đó là loại người muốn nói gì thì nói và trước khi nói không hề suy nghĩ. Quá nhiều chuyện không hay về Thủy Tề này. Khán giả khẳng định cô này hình như từ nhỏ cho đến bây giờ không hề biết suy nghĩ là gì. Về chuyện cô ta có cái mồm oang oác như con quạ la lên la xuống. Khi trơ trẽn tuyên bố là đất của ngôi chùa tọa lạc là do ông của cô ta hiến tặng. Nó không khác gì là chuyện hàng chục hàng trăm tấn rau củ quả của một tỉnh miền Bắc quyên góp để mà giúp đỡ người dân thành phố Hồ Chí Minh trong mùa dịch bệnh. Cái Thủy Tề này cũng ngoi ra nhận bừa. Và rồi bị cộng đồng mạng bóc mẽ, chẳng hiểu vì sao cô này lại đi làm cái chuyện mà không một ai dám làm. Những ngày đi cứu trợ người dân miền Trung bị ảnh hưởng mưa lũ, cô này để lộ ra khá nhiều clip thực sự là chẳng giống người có đạo đức chút nào. Với một người có cái bản tính xảo trá như vậy, thì thử hỏi ai mà dám tin cô ta có cái tâm tốt. Chuyện cô ta suốt ngày trên la như con quạ về xuất xứ mảnh đất của ngôi chùa, là do ông của mình hiến tặng nhưng giờ lại bị lột trần trụi hết rồi. Ai mà nghe thì thực sự là dạng người cô ta luôn. Rõ ràng cái drama của bà Phương Hằng đúng là nó nói lộ ra quá rõ ràng. Rất nhiều đám ca nghệ sĩ bẩn thuộc dạng tào lao, quá tào lao mà không biết trơ trẽn, chỉ làm trò hề cho khán giả mà thôi. Đây đúng là một nhóm hề chẳng chuyên nghiệp gì. Khi mới đây Thủy Tề hỗ trợ xây nhà mới cho người dân ở Kỳ Sơn, Nghệ An, cộng đồng mạng rỉ tay nhau, bất chút tiền lãi, năm 2020 ra, tha hồ mà tẩy trắng. Vào trưa ngày 12 tháng 10 thì Thủy Tề cũng trực tiếp đến Kỳ Sơn, Nghệ An để thăm hỏi người dân chịu hậu quả nặng nề do bão lũ. Không chỉ thế thì nữ ca sĩ này cũng một lần nữa cố gắng tẩy trắng khi trao tặng sổ tiết kiệm để một số hộ dân có chi phí xây nhà mới. Chia sẻ về lý do tặng sổ tiết kiệm thay vì tiền mặt thì ca sĩ Thủy Tề cho biết thời gian mà cấp đất chuyển sang khu mới còn một vài tháng do phải xin cấp đường và kéo điện nước nên tiền thay vì trao tiền mặt đã đưa cho bà con ra ngân hàng làm sổ tiết kiệm để bà con an tâm tránh gửi tiền mặt trong người. Nguy hiểm vì giờ bà con không còn gì, vẫn đang đi ở. Tận ngay dưới bài đăng, cư dân mạng dành lời khen cho hành động ý nghĩa và thiết thực của ca sĩ Thủy Tề. Tâm không sân si thì lòng không vướng bận. Ồn ào sân si miệng đời thế gian, lòng không vướng bận. Lan truyền thì lòng tốt vẫn hiển hữu, cảm ơn chị nhiều nhé. Tuyệt vời, trước giờ luôn tin anh chị và anh chị em nghệ sĩ. Chúc gia đình anh chị luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Người Nghệ An cảm ơn tấm lòng nhân ái của chị. Có thể thấy mặc dù hiện tại vẫn vướng phải một số chỉ trích từ cư dân mạng như Thủy Tề vẫn bỏ ngoài tai tất cả đối với nữ ca sĩ. Việc giúp đỡ và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn giúp cô cảm thấy cuộc sống thêm ý nghĩa, tâm hồn được nhẹ nhàng, bình yên hơn. Vâng thưa quý vị, trong vụ án drama linh sinh hơn 2 năm qua thì việc các đám ca nghệ sĩ bẩn bị tẩy chay vĩnh viễn là có thật, không còn là tin đồn. Khi nữ ca sĩ Thủy Tề, Hoài Linh, MC Trấn Thành, Mr. Derm lạnh toát người khi đang râm ran dư luận bị cấm sóng VTV vĩnh viễn. Đây là sự mong mỏi của hàng triệu người dân cuối cùng rồi cùng được đền đáp. Cái mà người dân muốn nhất bây giờ là cần phải dọn dẹp sạch sẽ sự lộng hành của đám ca nghệ sĩ bẩn trong thời đại hiện nay. Sửa trị nghiêm khắc đối với bọn lừa đảo ăn chặn tiền từ thiện. Hãy bắt đầu ngay bây giờ. Cấm sóng bọn chúng qua lại showbiz để người dân đỡ phải bức xúc đối với những con người vô văn hóa trong xã hội này. Không thể để chúng lôi kéo ô dù tham nhũng, rồi chúng kéo đi làm cái trò gọi là văn hóa, và thậm chí là càng phải cho nhận cái còng nếu bị phát hiện những việc làm sai trái từ trước đến nay. Đã có rất nhiều những phản ánh bức xúc của người dân, nhưng sự việc này vẫn chưa bao giờ được xử lý triệt để. Nhưng qua sự việc của bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng đã đẩy dư luận một lần nữa lên cao. Bởi vậy đối với các đám ca nghệ sĩ bẩn như là ca sĩ Vio, Thủy Tề, Hoài Linh, Mr. Derm, hai tên nam MC Trấn Thành thì mất đất diễn của mình rồi. Nên việc chúng muốn trả thù bà Phương Hằng thì đó là một vấn đề dễ hiểu. Thế nhưng điều đáng nói là trong suốt thời gian qua không phải ngẫu nhiên có sự lộng hành của đám ca nghệ sĩ bẩn này mà nó còn có sự cấu kết khổng lồ từ các quan chức và truyền thông.
Báo chí thì nhận tiền nên viết bài ca ngợi tung hô đêm ngày cho đám ca nghệ sĩ bẩn này. Các cơ quan chức năng công quyền thì không biết vì lý do gì lại đứng ra bênh vực cho đám ăn bẩn sống bẩn trong suốt nhiều năm qua. Cụ thể như là Phan Văn Mãi, Lê Hồng Nam, Hồ Sĩ Niêm thì thôi khỏi phải bàn đến, ăn chặn tiền từ thiện đã rõ ràng mười mươi. Nhưng điều tra nguyên cả một năm trời rồi không biết vì lý do gì đã kết luận là không có ăn chặn và bắt người. Thế nhưng sau khi có dư luận phản hồi thì lại làm ra những trò mèo không thể nào chấp nhận được. Quay trở lại vấn đề thì đám các nghệ sĩ bẩn này chúng đang trả từng ngày cho những việc làm của mình. Thực sự quá bức xúc của dư luận nhân dân. Trên trang báo Vietnamnet đã đăng nội dung tên bài nên cấm sóng nghệ sĩ bê bối truyền hình quốc gia không phải là trò đùa. Theo nội dung của trang báo này đã đưa tin là VTV cần phải cập nhật thường xuyên danh sách những nghệ sĩ có scandal, cấm xuất hiện dưới mọi hình thức để tránh những ảnh hưởng độc hại đến hàng triệu khán giả người xem truyền hình theo dõi showbiz và khắp các quốc gia ở châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, chống cũng như là thành phần ủng hộ bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng. Quý vị thân mến, như hàng loạt các trang thông tin báo chí đăng tải vụ án drama, có rất nhiều phe phản diện chống phá CEO Phương Hằng. Thế nhưng chúng tôi sẽ mãi luôn đứng về phía chính nghĩa và lẽ phải, dù cho luật pháp có cong queo cũng như chống giặc ngoại xâm đến nhà không cần ngồi đợi tổ quốc kêu, mà tự thân đứng lên đánh giặc chiến đấu không mù quáng, đó mới chính là con cháu bà Triệu Bà Trưng, đó mới gọi là nghĩa khí dòng máu anh hùng, con lạc cháu hồng, muôn năm muôn đời, luôn ủng hộ siêu Phương Hằng nhất định chiến thắng, chính nghĩa mãi đỉnh. Tiếng của Sơn Phương Hằng ra giết gọi từng ngày cơ quan chức năng dù đau thương oan khuất tột cùng, bà Phương Hằng bị hại giờ đang thành kẻ tội nhân, đến nay không định ngày để xét xử. Thế nhưng bà Phương Hằng vẫn kiên định, bền gan tĩnh trí, vẫn vững tin vào pháp luật chưa lụi tàn, vẫn mong cắn cân công lý thẳng ngay, sẽ có Trung ương giải mọi nỗi oan này cho bà. Huỳnh Uy Dũng, Phương Hằng, Đại Nam, nơi ấy uy danh lừng lẫy, sóng thật bằng tâm khiến muôn dân nể phục. Tính nhân từ xứng đáng với danh anh hùng yêu nước. Nhà máy oxy chỉ để dành giúp dân, thêm quỹ mổ tim và bao nhiêu quỹ nữa, thêm nhà máy găng tay, họ sản xuất thêm bệnh viện dã chiến. Họ tiếc gì lúc hoạn nạn, dân càng thấm hơn. Đâu là những doanh nhân vì nghĩa cử, kẻ thù chất chồng khắp nơi chống phá, mong lãnh đạo tổng bí thư từng ngày, dân mong dẹp loạn sạch đong đầy, cho báo bẩn trò lũ thần lừa, thần y. Sao kê sẽ phơi ra ánh sáng cho muôn dân. Đừng đau đáu nữa khi nhìn người đấu tranh vì họ bị oan sai. Thưa quý vị, sau khi có thông tin từ báo chí đăng tải liên quan đến mở rộng điều tra vụ án của bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng, như chúng ta đã biết, việc bà chủ Đại Nam bị bắt và ghép vào điều 331, nhưng đó chỉ là thông tin được các trang báo chí truyền thông đăng tải. Còn đằng sau sự việc là cả một vấn đề vô cùng lớn liên quan đến các thế lực ngầm mà ông chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi là một trong những người được nhắc tới. Có lẽ là vì những thông tin bất lợi và nhạy cảm cho người đương nhiệm trong suốt năm 2022 và nửa đầu năm 2023. Vừa qua, với hàng loạt những ồn ào gây náo loạn giới bất động sản, giới showbiz, với hàng loạt drama đình đám không có gì tốt đẹp, gây nhiều khó khăn cho người dân. Nhiều vụ xảy ra đầy tai tiếng từ việc bắn dâm, rửa tiền, sử dụng ma túy, ăn chặn tiền từ thiện và xúc phạm khán giả, các tập đoàn lớn bán trái phiếu lừa đảo với số tiền lên đến hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng. Dường như mọi khó khăn cái sâu xa đang dồn vào khu vực phía Nam. Tất cả sự việc trên là từ khi cái tên Phan Văn Mãi lên nắm chức chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh. Không có gì quá đáng khi người dân yêu cầu Phan Văn Mãi hãy từ chức vì ông Mãi là điểm gỡ và hắn không đủ nhân cách, không đủ đạo đức để lãnh đạo người dân. Và đây quả thật là một điều xấu hổ cho dân tộc Việt Nam khi lại tồn tại một tên quan tham vô dụng trong bộ máy nhà nước. Để khẳng định thêm thông tin chính xác hay không thì quý vị hãy nhìn nhận các biện pháp lãnh đạo và nghiệp vụ của cơ quan công an khi đăng tải nhiều thông tin trái chiều. Khi mới đây, Trung tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng kiêm phát ngôn viên Bộ Công an, lại vừa cảnh báo công chúng trước những việc ai dám đưa tin sai sự thật. Sự kiện Siêu Phương Hằng bị số đông đám ca nghệ sĩ bẩn, nhà báo bẩn, luật sư bẩn và các youtuber dơ cùng với một số người Việt phản động ở hải ngoại chẳng biết từ đâu hùa vào tấn công từ quỹ mổ tim Hằng Hữu. Các việc làm thiện nguyện, công an việc làm chân chính, danh dự của cô Hằng bằng những từ ngữ bịa đặt vu khống rất vô đạo đức nên khiến cho sự bức xúc dâng lên. Vì thế nên khiến cho cô Phương Hằng có những lời lẽ và hành động mà pháp luật cho là vi phạm pháp luật nên cô đã bị tạm giam.
Giờ chúng ta ví dụ như số nghệ sĩ, nhà báo, luật sư, YouTuber, tất cả chúng đều là đám bẩn bựa không còn chỗ nào để mà có thể đụng được. Chúng chẳng có sự suy nghĩ chín chắn, chỉ một chút xíu thôi thì đảm bảo sẽ không bao giờ có cái drama thối tha, đám xuyên tạc này.